Xin chào các bạn, đây là series review phim chiếu rạp của The Reviewer và chủ đề của hôm nay là Ngược dòng thời gian để yêu anh. Đây là một bộ phim tình cảm lấy chủ đề xuyên không của Thái Lan, đã có những thành công nhất định ở phiên bản truyền hình, lấy được cảm tình của khá nhiều nam thanh nữ tú độ tuổi cập kê. Và thành công đó đưa chúng ta tới phiên bản điện ảnh. Phiên bản điện ảnh mang tới một câu chuyện hoàn toàn mới so với câu chuyện ở bản truyền hình. Nhân vật chính ở bản truyền hình thì là một cô gái đam mê khảo cổ, thông minh lanh lợi, bù cho cái mặt không đẹp, phần trăm mỡ cao, nhưng mà người béo thì vẫn phải yêu. Với cái lợi thế ngoại hình này thì cô say đắm một chàng trai cùng lớp, nhưng mà diện mạo hơi lệch ranh nên là mãi không đùa được với nhau. Thế là tình cảm đành giữ mãi trong tim. Rồi một ngày nọ cô đi về nhà và gặp tai nạn, đi luôn. Linh hồn của cô gái lẩn vẩn khắp cõi nhân gian, xuyên không về quá khứ thời phong kiến. Ở đây cô gái này nhập hồn vào một tiểu thư xinh đẹp nhưng độc ác, người đã được hứa hôn với một vị quan trẻ đẹp trai. Nhưng mà chả ai thích một người độc ác, trừ khi đấy là Gal Gadot. Tiểu thư độc ác dùng tà thuật để cầu xin sự giúp đỡ của linh hồn cô gái khảo cổ. Và với sự lương thiện của cô gái hiện đại thì tiểu thư ác dần thay đổi, lấy được sự yêu mến của mọi người. Quận vương đẹp trai cũng dần dần khoái cô gái xinh đẹp, và thế là hai người yêu nhau rồi kết hôn các thứ. Đây là bản truyền hình, còn bản ở rạp thì khác hẳn với bản truyền hình. Bản rạp là phần kiếp sau của tiểu thư độc ác và vị quan. Ông quan ở kiếp này là kỹ sư điện máy, nhưng mà đêm nào cũng nằm mơ thấy nàng thơ kiếp trước của mình và vẽ lại. Trong một buổi xem kịch, anh gặp cô gái mình vẽ trong mơ và bùm, phản ứng hóa học xảy ra giữa hai người. Trải qua hàng loạt sự kiện như là anh chàng xuyên không từ tương lai về để bảo vệ cụ kỵ tổ tiên mình khỏi cuộc chiến chính trị, kỹ sư điện máy và tiểu thư lại đến với nhau để hoàn thành câu chuyện My Destiny. Có thể nói là câu chuyện ở phiên bản phim chiếu rạp thì khá là dài với thời lượng vào khoảng 2 tiếng rưỡi. Có vẻ ok đấy, nhưng mà nhìn chung thì câu chuyện mà đạo diễn muốn kể không cuốn hút. Ông này quá tập trung vào việc xây dựng câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, khiến cho những cái cài cắm xung đột của câu chuyện không có đủ sức nặng. Thậm chí là khi hai người đến với nhau thì người xem cũng không cảm thấy họ yêu nhau thực sự. Biến cố ở cuối phim chưa thực sự khiến khán giả có cảm xúc. Các sự kiện cài cắm cũng không đủ sức nặng để phát triển nhân vật. Và các tình tiết cao trào thì giống một bộ phim sitcom vui vui hơn là điện ảnh. Vì thế nên là câu chuyện tình yêu trong phim này khá nhạt nhẽo. Các sự kiện xảy ra với hai nhân vật chính chỉ là cái chất xúc tác để giúp họ tới được với nhau. Nhưng mà mô típ này nó cũ quá. Trai xinh gái đẹp gặp nhau, trai đẹp ngồi rảnh phơi háng, suốt ngày chỉ lo chạy theo, mơ mộng xem gái xinh có thích mình hay không. Trai đẹp ngơ ngơ không biết tán gái, bị chen ngang bởi một trai đẹp khác. Xong rồi có những hành động ghen tuông ngốc nghếch của trai đẹp hòng đem lại màu sắc hài hước trong phim. Nhưng mà cái này thì lại mang đến một câu chuyện tình yêu thiếu thực tế. Ở ngoài đời có ai yêu đương thế? Sáng mở mắt ra bao nhiêu khủng hoảng, bao nhiêu deadline dí cho chết xứ ra. Họa hoàn lắm nên có vài người lớn được thảnh thơi yêu đương kiểu kia. Điều này khiến cho phần lớn thời lượng của phim bị buồn tẻ và chán ngắt. Những hứng thú ban đầu về ngoại hình của nhân vật dần bị mờ nhạt bởi tình yêu phi thực tế. Thêm vào đó thì các trắc trở trong phim cũng bị vô lý. Một câu chuyện về tình yêu giữa nam chính và nữ chính theo tôi thì nên có những khó khăn về kiểu địa vị, bệnh tật hoặc là người thứ ba. Nhưng mà trong bộ phim này thì chả có cái nào. Hai nhân vật chính trong phim được xây dựng là hai người môn đăng hộ đối, khỏe mạnh, thông minh, IQ đủ số, chả có đứa thứ ba nào xen vào. Thậm chí là cái nút thắt của phim còn thuộc về một tuyến chuyện khác liên quan đến vận mệnh đất nước của Siem. Yếu tố lịch sử này thì theo tôi đã vô tình làm loãng câu chuyện chủ đề tình yêu và thất bại luôn trong việc khai thác chiều sâu tâm lý của hai nhân vật chính. Điều này khác hẳn với phiên bản truyền hình, khi mà câu chuyện tình yêu ở đó được khai thác mạnh yếu tố nhân vật, họ chiến đấu cùng nhau thay đổi để có được tình yêu đích thực. Và điều này lại đưa ta quay lại câu chuyện là ý tưởng tiềm năng nhưng mà thực hiện lại chưa đạt. Xuyên không là một mỏ vàng sáng tạo của các nhà làm phim, không chỉ có yêu đương, làm chính kịch, hành động xã hội, cứ xuyên không là nó thú vị vì nó mang được cái góc nhìn hiện đại về quá khứ. Ở đây đội ngũ làm phim cũng dùng công cụ này nhưng mà lại dùng nó quá là an toàn, chọn chủ đề tình yêu để khai thác, trong khi có thể dùng vô vàn yếu tố khác nhau nữa để tăng giá trị phim. Nhưng mà nope, vắt sữa, tình yêu là tình yêu. Đây cũng là một vấn đề của phim Việt Nam. Các anh em đạo diễn vẫn chơi khá là an toàn, chủ yếu làm phim chắc chắn ăn khách, hài nhảm để bán được vé. Về mặt kinh doanh thì khá là ổn, nhưng mà về mặt phát triển thì đấy, cú lao sắc sống. Cái này tôi nghĩ là xuất phát từ thói quen của người dùng mạng xã hội. Nếu các bạn lên YouTube, Facebook hay là TikTok thì có thể thấy là những drama về tình cảm hay là chương trình hài hước luôn có lượng view cao chót vót, dù giá trị đem lại thì chỉ đơn thuần là giải trí, không quá nhiều. Các đạo diễn là những người hiểu rõ vấn đề này. Và đó là nguyên nhân những bộ phim như này ra đời. Nhìn lại những bộ phim Hàn Quốc ngày xưa như là Dày Thủy Tinh, Chuyện Tình Mùa Đông, Chuyện Tình Harvard là thấy được mô típ chung của dạng drama Hàn tình cảm. Mô típ này từng thành công trong một thời gian dài nhưng mà rồi cũng dần dần bị đào thải bởi quá thiếu sự sáng tạo. Người Thái Lan xây dựng câu chuyện tình cảm có hơi hướng vui vẻ và tích cực hơn, nhưng mà một câu chuyện hay chưa bao giờ dừng lại ở việc vui vẻ cả. Và điều tiếp theo mà tôi không khoái ở cái phim này là nhân vật có tính cách quá là một màu. Một chàng trai tốt bụng quay trở lại để bảo vệ gia tộc mình trong quá khứ. Tại sao không phải là một kẻ tàn nhẫn không từ thủ đoạn sẵn sàng hãm hại đến hai nhân vật chính? Nếu mà thế thì hành trình của nhân vật chính khi vượt qua tất cả sẽ kịch tính và sâu sắc hơn. Đằng này phản diện duy nhất chỉ là một kẻ đeo mặt nạ từ đầu đến cuối, chả nói câu nào, chả ai biết làm gì. Rồi đến pha combat cuối thì debut được một tí, sau đó cũng kết thúc số phận luôn. Không hay, chê.
nói đến đây thì sẽ có nhiều phản biện rằng dù đây là phim lãng mạn mà, nhưng là các yếu tố hài kia chỉ là gia vị để tăng sức nặng của câu chuyện. Hài thì mình không nói tại vì nó thuộc về gu, nhưng mà yếu tố tình cảm thì chả hay tình cảm gì. Không biết là có phải do tôi khô khan không, nhưng mà những hành động của nam chính thể hiện là cái thằng trai vô cùng trẻ con và non nớt trong yêu đương. Nữ chính thì hành động thiếu mục đích, chả biết để làm gì. Quá nhiều người tốt, người hiền lành trong một bộ phim, cảm giác như đang sang Canada ấy. Nếu mà bạn không sang Canada thì hãy mua áo của chùm cuối. Vì sao ư? Vì mặc áo chùm cuối, người đi xem phim auto ngồi hàng cuối. Ngồi sweet box mà búp thêm áo đẹp thì người ngồi cạnh cứ phải là auto rút bỏng cho. Mua đen trong tháng 9 này nhiều ưu đãi cực. Điều cuối cùng tôi muốn nói về phim này là yếu tố lịch sử chưa làm tới. Nếu là người tìm hiểu lịch sử thì chúng ta biết là Siam là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây. Siam là cách người Anh gọi Thái Lan chế độ phong kiến ấy. Ở bộ phim này thì cũng có người Anh, cũng có người Siam, nhưng mà cuộc chiến xảy ra thì hoàn toàn mơ hồ về mục đích. Không rõ là đạo diễn muốn thể hiện niềm tự hào dân tộc hay là cái gì khi mà để một tên phản diện người Anh nhưng mà da nâu và thỉnh thoảng còn cà khịa Trung Quốc. Nhưng mà cả phim thì chả thấy ông mắt híp thích ăn thịt rơi nào. Xem xong khá là thấy mơ hồ về cuộc chiến trong phim. Hình như là đạo diễn chỉ đơn giản là muốn đưa một thằng Tây vào để người châu Á đánh thắng. Túm lại thì ngược dòng thời gian để yêu anh dừng lại ở một bộ phim tình cảm hài xem ổn. Các tình tiết trong phim dễ đoán và nhàm chán, các tội nhân vật quá là một màu, như thể là một đám trẻ con chơi với nhau không có toan tính gì. Phản diện thì thiếu chiều sâu và thiếu oxy vì cả phim đeo mặt nạ. Phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính thì cứ như mạng Viettel, hợp trá hợp trờn. Chấm điểm là dây thủy tinh trên chuyện tình Harvard vì phim như kiểu bọn sinh viên yêu nhau ấy. Nhưng mà tôi nghĩ là phim này phục vụ các chị em tốt, xem thoải mái, tập trung vào các tình tiết yêu đương ngôn tình, đẹp dài các thứ, nên là các chị em sẽ không quá là khó tính, với con trai sẽ khó. Nên là các ông có thể đưa người yêu đi xem phim này được, người yêu sẽ thích, còn các ông thì phiền phiền thôi.